Chào anh em thợ máy nha. Hôm nay tôi hướng dẫn cho các bạn đặt cái tầm nổ ở trên dòng xe Seat Yamaha này các bạn nha. Mời các bạn chú ý theo dõi tôi làm video ngắn thôi. Để đặt được cái tầm nổ của dòng Yamaha này thì các bạn phải xoay vô lăng trước đã, xoay vô lăng về cái tầm chuẩn các bạn nha. Cụ thể nói với các bạn là chiếc xe này mới làm hơi nhưng mà đặt tầm nổ sai các bạn nha. Đặt tầm nổ sai bây giờ là đạp về khó nổ mà không để gang ti được các bạn nhé. Quay vào đây, quay gần vào cái chỗ này. Đây các bạn nhìn vào cái chỗ đĩa cam tôi tháo ra nhé. Khi mà tầm nổ chuẩn thì cái điểm này nó sẽ ở tại vị trí này các bạn nhé. Cái gạch ngang này. Còn một tí nữa này. Đó, được không? Đây cái gạch ngang này nhé các bạn nhé. Cái gạch ngang này nó tương ứng với cái hình tam giác mũi nhọn ở cái đầu bò, đỉnh đầu bò là như thế này. Đây cái gạch này. Và nếu mà ở tầm chuẩn thì cái này nó sẽ cái điểm này, điểm gạch ngang này sẽ hơi chếch lên một chút các bạn nhé. Đây nó sẽ hơi chếch như này một chút là chuẩn các bạn nhé. À, quay quay vào cái chỗ này. Quay xa xa một chút là thế được rồi. Đây nha các bạn nhé, trong cái hốc này các bạn nhé, trong cái hốc này bây giờ lấy điện thoại quay thì là sẽ không nhìn được, các bạn hiểu hình dung ra, bây giờ quay vào đây là không nhìn được, nhưng mà tôi đã hình dung ra đây ra như thế này, quay ở đây ở trong cái lỗ này nhá, trong cái lỗ lốc điện này thì nó ở trong vô lăng nó sẽ có một điểm như thế này và một điểm như thế này, và cái lốc điện nó sẽ có một cái hình mũi tên như thế này. Khi mà các bạn đặt tầm nổ chuẩn thì cái mũi tên này và cái vạch ngang này nó song song với nhau, thẳng hàng với nhau như này. Nếu các bạn xoay vô lăng xuống cái điểm này hoặc cái điểm này các bạn nó ở đây thì các bạn đặt tầm nổ sai, có nghĩa là nếu mà các bạn đặt tầm nổ đúng cái vạch ngang này và cái vẹt này nó thẳng hàng với nhau, đúng chưa, các bạn xoay vô lăng xuống dưới một tí thì là cái điểm T này nó trùng với cái mũi nhọn này, là các bạn đặt tầm nổ sai các bạn nhé. Xe khó lổ và không đi được, đi khó đi, không để gang đi được các bạn nhé. Đấy. Bây giờ tôi sẽ xoay vào cái tầm chuẩn, tôi sẽ đặt lại các bạn nhé. Chúng tôi sẽ tạm dừng video một chút để chúng tôi tháo ra đặt tầm nổ lại các bạn nhé. Chúng tôi sẽ tháo ra, chúng tôi sẽ đặt lại các bạn nhé. Chúng tôi đặt lại. Nó hơi lâu, tôi sẽ không quay cái bước đấy đâu. Sau khi đã đặt xong cái tầm nổ, tôi sẽ bắn chắc con ốc này vào các bạn nhé. Và đây, tôi sẽ xoay lại điểm chuẩn của vô lăng và cái điểm trên này các bạn nhé. Và sau đó tôi sẽ lổ xe lên luôn cho các bạn nghe máy. Rồi, các bạn nhá. Nào, quay đây. Quay gần nào. Đây các bạn nhìn nhá. Cái gạch ngang này so với cái điểm này là nó hơi chếch lên một tí nửa mắt các bạn nhá. Cái xích cam này nó đây đây là một mắt này. Thì các bạn cho nó check lên mắt trên một tí, hơi check lên cái mũi nhọn ở đỉnh đầu này nhé các bạn nha. Và trong vô lăng thì nó như thế này, trong vô lăng thì cái điểm vạch ngang nó sẽ thẳng hàng với cái mũi nhọn ở lốc điện nha các bạn nha. Cái mũi nhọn ở lốc điện trong cái này này các bạn nha, cái mũi nhọn là ở cái lốc này nó sẽ thẳng với cái vạch ngang này, đồng thời cái vạch ngang này hơi chếch so với cái mũi này một chút là tầm nổ chuẩn các bạn nhé. Như vậy chúng tôi đã đặt xong, bây giờ chúng tôi sẽ nắp vào và lổ máy cho các bạn nghe các bạn nhé. Các bạn chú ý nắp cam này vào, các bạn quấn một ít băng tan vào, quấn vòng băng tan vào để chống nó rỉ dầu ra các bạn nhé. Vừa rồi hướng dẫn các bạn là
đạt cái tầm nổ của dòng IM2 này các bạn nhá, Sirius này, Juicy như nhau các bạn nhá. Bạn nào thấy dễ hiểu thì bình luận giúp tôi dễ hiểu các bạn nhá, bình luận dễ hiểu giúp tôi cái. Sau đó tôi sẽ nổ cái xe này lên. Đặt xong tầm nổ chuẩn cái là xe nổ gang tì ngon lành luôn các bạn nhá. Xe đang nổ đây các bạn nhá. Không cần chỉnh luôn các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau các bạn nhá.